Làm sao mà tìm được một xe như thế này trên thị trường nó nhau quý chị? Một con xe mà nó là nhỏ gọn nhưng mà mang lại cho mình cái khối động cơ cực kỳ mạnh mẽ luôn. Đấy, động cơ turbo mạnh nhất trong phân khúc CUV crossover hạng B luôn nha quý chị. Đấy, thì tàn em thay thế nó là Rieta chỉ được trang bị cho mình là động cơ 1.5 hút khí tự nhiên thôi. Nhưng mà hàng mà quý chị thích trải nghiệm, thích cảm giác lái tốt, thích cái sự phấn khích, thích cái đầu bóc quá thì nên cân nhắc chọn con xe này nha. Và thị trường hiện tại á, xe cũ, xe lướt, xe đã qua sử dụng á, thì chỉ chọn những con xe như thế này thôi. Đấy, xe mới thì Rita hầu như là chỉ đang trang bị được động cơ khí tự nhiên, không mang lại cho quý anh chị cái cảm giác lái tốt như thế này, và đi kèm một số liệp kép 7 cấp nha. Thì trước mắt quý anh chị đây là một con Hyundai Kona phiên bản 1.6 turbo đời 2021 nha quý anh chị. Đời 2021 xe đi chuẩn ô đô hơn 2 vạn xíu, quay ô đô cho quý anh chị xem. Đấy, đàn em thay thế là Rita thì được rất là nhiều quý anh chị không có thích lắm, tại vì quý anh chị thích cái cảm giác lái tốt hơn. Đấy, trên cái bản turbo này thì được trang bị công nghệ áp sàn thì miên man luôn nha. Đấy, Kona sẽ bao gồm 3 phiên bản 2.0 tiêu chuẩn, 2.0 đặc biệt và 1.6 turbo. Thì 1.6 turbo này là được rất là nhiều anh chị tin dùng luôn. Đấy, có cảm biến va chạm phía trước nè. Đấy, bóng bi led cực kỳ sáng luôn, sơn si màu trắng liền lạc đồng màu trước ra sau, xe mang biển tỉnh 93 Bình Phước thì bên em sẽ hỗ trợ rút gốc sang tên tàu quát nha. Quý anh chị yên tâm vào sơ pháp lý. Đấy. Vỏ là vỏ Michelin nha. Vỏ này là không phải vỏ zin nha mấy chị, vỏ này là anh chủ đã lên luôn cho mình cái tuần thứ 9 của năm 2021. Vỏ này có nghĩa là lúc mới nhận xe về là anh chủ đã thay cho mình luôn rồi nha. Đấy, vỏ Michelin đi rất là êm luôn, đã xe động cơ khỏe nhất trong phân khúc 177 mà lực đem đi kèm hộp số liệp kép, và vỏ Michelin thì phải nói là cực kỳ là phấn khích luôn. Mâm là mâm 18 nha, trên bản turbo là được trang bị cho mình là mâm 18. Đấy, mâm phay xước rất là đẹp luôn, phanh đĩa trước phanh đĩa sau, sơn si thì liền lạc đồng mờ trước ra sau, có phim cách nhiệt nhỏ gọn nhưng mà mang cho mình khối động cơ phải nói là lái rất là hay nhau anh chị. Đấy, cầm lùi cảm biến lùi đầy đủ luôn. Nói chung trên Kona này á, thì công nghệ trên xe này miên man này, khỏi bàn này, chủ yếu là quý anh chị bàn về giá và thích cái cảm giác lái và chọn đúng với cái tiệp khách hàng của mình thôi nha. Đấy, vỏ Seco chưa hạ, nhỏ gọn lướt phố mà đạp cái là dính ghế. Động cơ 1.6 turbo cho ra công suất khoảng 177 mã lực, long quanh mức tăng nhiên liệu 5 lít rưỡi ngoài đô thị, 6 lít chính được kết hợp và 9 lít 2 đường trong nội. Đi kèm số ly hợp kép 7 cấp thì vận hành phải nói sang số rất là mượt nha anh chị, mà cực kỳ là tiết kiệm luôn. Hàng ghế thứ hai nè, đó là căng bóng mới luôn, ghế màu đen. Đấy, chưa có dấu hiệu xuống cấp gì, hầu như là rất là sử dụng luôn nha anh chị. Có lót thảm sàn sẵn, trần nguyên zin, có cửa nóc. CUV hạng B mà được trang bị thêm cửa sổ nóc á, thì rất là sáng xe, thoải mái luôn. Ghế được trang bị cho mình ghế điện nha, nhưng mà chưa có vị trí như ghế. Công nghệ cho xe này ABS, LBD, cân bằng điện tử, hỗ trợ đổ đèo, cam lùi cảm biến và chạm trước sau. Đấy, 6 túi khí an toàn, bảo trì bảo dưỡng thì full liền xe hãng. Tạm mốc tiếp theo là 31.000 km nha, chưa tới mốc 31.000 km nữa nha anh chị. Tạm Hyundai Bình Phước, tà lá ba lăng thì được trang bị rất là nhiều phím bấm luôn, nghe nhạc, nằm hợi gánh tay, cự control, da tự động đầy đủ nha, chưa có lầy số. Ô đô chuẩn 29.396 km, sau 2 năm sử dụng thì tính ra trung bình mỗi năm đi khoảng đâu đó khoảng 15.000 km. Thì phải nói là cái móc này rất là bình thường nha anh chị, tại vì Kona thì rất là thích đi luôn. Đấy, đi cái móc 15.000 km thì rất là ít luôn nha. Điều hòa tự động 2 dục độc lập, đề nổ start stop, phanh cơ, có 3 chế độ lái, cảnh báo va chạm phía sau, hỗ trợ đổ đèo, sạc không dây, rất là nhiều cổng sạc không dây và rất là nhiều cổng ổ sạc nha. Đây, 3 chế độ lái cho anh chị xem. Eco, Sport và Comfort nha. Màn hình đi theo xe tích hợp đầy đủ tính năng cho anh chị luôn, xem phim nút đầy đủ nha, thoải mái dùng cho anh chị. Màn hình viên này em thấy đủ dùng rồi nha, không cần phải trang bị gì thêm. Đấy, và đặc biệt là được trang bị cho mình là cửa sổ trời nè. Đấy, rất là sáng xe luôn, nhỏ nhỏ gọn gọn mà được trang bị thêm cửa sổ trời rất là thích nha, thoải mái dùng. Đấy, rồi đi vào chi tiết phần động cơ kiểm tra cho anh chị xem nha. Rồi mình cùng đi vào chi tiết phần dưới nắp capo là khối động cơ 1.6 turbo mạnh nhất trong phân khúc luôn nha anh chị. Đấy, turbo đây, máy nổ cực kỳ êm luôn. Đây, giờ Google đang quay nha anh chị xem, máy nổ có liệm nha. Ốc máy tôi chỉ mới nói là nguyên zin nha. Tất cả các xe bên em bán ra thì đều cam kết chất lượng, xe không đâm đụng, không tai nạn, không tiết kích, hồ sơ pháp lý rõ ràng, bao tay thẳng đầu quá, nên là đảm bảo cho anh chị yên tâm việc đó nha. Ở sao mua xe online thì cứ nhắc máy alo cho em, số điện thoại em là 0889922878, có ghi trên màn hình đó. Em sẽ hỗ trợ cho quý anh chị giá tốt nhất cũng là như là kiểm tra và bàn giao xe tặng nhà cho quý anh chị nha. Quý anh chị chỉ cần nếu như chốt giúp em chốt cái giá và chốt cọc 20 triệu thì bên em sẽ hỗ trợ giao xe tặng nhà và kiểm tra test hãng bên thứ ba theo yêu cầu của quý anh chị. Đấy, theo yêu cầu quý anh chị hoặc là thầy thợ thoải mái nha. Nếu như đúng như em cam kết thì full tiền sau nha.
Đây bên em bán xe nè, kho bãi như thế này rồi, chứ không phải bán một hai xe mà để mất uy tín nha quý anh chị, nên là đảm bảo cho quý anh chị yên tâm. Rồi tổng kết là luôn, trước mắt quý anh chị đây là một con Hyundai Kona phiên bản 1.6 turbo đời 2021, xe điện lực 2.9, giá hiện tại lâm quanh bên em đang chào bán là hơn 600 thôi. Và đặc biệt là xe này hỗ trợ cho quý anh chị trả góp vay ngân hàng 70% thoải mái nha, chuẩn bị trước giúp em tầm 200 là quý anh chị đâu có thể nhận ngay xe này nha. Thị trường xe mới thì hầu như là không có xe nào như so sánh được như thế này nha, nhỏ gọn, công nghệ miên man, option cực kỳ nhiều, động cơ cực kỳ khỏe luôn, mạnh nhất trong phân khúc luôn nha. Mặc dù là crossover hạng B nhưng mà được trang bị cho mình là động cơ như là Hyundai Tucson nha quý anh chị, crossover hạng C nha, chỉ nhỉnh hơn xíu so với Tucson thôi. Đấy, nhỏ gọn lướt phố, đạp cái dính dế thì mang lại cho quý anh chị cảm giác lái cực kỳ phấn khích luôn nha. Rồi cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi nha, nhớ cho xem một like, subscribe cũng như comment ý kiến chia sẻ quan điểm của quý anh chị về con xe này, hoặc là cần tư vấn xe nào cứ lôi trong đất thoải mái nha. Từ 5 chỗ, 7 chỗ, bán tải, gầm cao, gầm thấp, máy xăng, máy dầu, số sàn, số tổng, đầy đủ tất cả các mẫu mã, gần 70 xe để phục vụ quý anh chị nha. Nhớ nhanh tay alo trong đất sớm nha. Rồi bye bye quý anh chị nha.